Ở cái rank kim cương trình độ của chúng ta e rằng chỉ cần một người đứng ra gánh team là có thể vượt qua. Còn ở cái rank cám xe lợn thì chúng ta cũng cần một người đứng ra gánh team, nhưng người đấy phải là team địch. Vì cậu ấy sẽ lao lên như một con thiêu thân và cho chúng ta những cái kinh nghiệm và vàng đáng quý để cả team chúng ta lật đổ 4 cái thành số đen còn lại. Nhưng hôm nay không phải kim cương hay cám lợn mà là nửa bước cám lợn. Tại sao là nửa bước cám lợn? Hiện tại, mức rank của tôi là kim cương 1 full sao. Ở trong cái thế giới tu tiên, người ta thường gọi đây là kim cương 1 đỉnh phong sắp đột phá lên cám lợn tầng 5. Chỉ còn nửa bước nữa thôi nên gọi là nửa bước cám lợn. Và hãy cùng tôi xem lại cái hành trình vượt qua cái rank cám lợn này có gì khó khăn. Sẽ có kẻ canh cổng ở đây hay không? Ok, và vào video nào. Hôm nay tôi bắt đầu đăng nhập vào liên quân và phát hiện ra mình đã ở cái rank kim cương 1 và hiện tại có 4 sao. Chỉ cần 2 sao nữa tôi đã bước qua cái rank kim cương và bước tới cái nồi cám lợn để cùng đồng hành với các bạn. Vậy nên bây giờ tôi sẽ quyết định chơi. Đầu tiên tôi chơi Butterfly. Lúc đầu tôi đã farm hết rừng, sau đó tôi đi ngựa ngoài ở trong rừng và gặp thằng Triệu Vân đang đi ở mết tôi ra. Tôi quyết định lấy nội tại. Sau khi đủ nội tại, tôi canh thằng Triệu Vân lại gần và tôi nhảy ulti nó, sau đó solo khô máu với nó luôn. Và tôi nhảy thêm ulti một phát nữa và tôi đánh thường một phát chí mạng, thế là chết nó. Và tôi lên Butterfly thì tôi lên thêm một cái chí mạng. Đi lên thì gặp thằng Allen, nó thì quá trâu bò đi, ở đầu game ai mà đánh lại được nó. Vậy nên tôi quyết định không dây dưa với nó nữa và quyết định là bắt đầu đi farm thế. Sau đó tôi ăn rừng, ăn cả cutter. Bây giờ team của tôi đang chiếm rất nhiều lợi thế. Từ top, mới gánh top xong thì ở dưới mid lại có giao tranh. Lần này tôi phải chạy thật nhanh xuống và tôi cố gắng nhảy ulti vào trước nhưng mà tôi lại bấm lộn chiêu 2. Vậy nên pha giao tranh này có một chút lỗi. Tôi ở đây để ôm và giữ lại cái trụ mid cho mình thì thằng Eros nó lao lên, nó đánh thành Yudu. Trong khi đó, thằng AD thì chạy mất rồi, thằng top thì bắt đầu nhảy ulti lên. Tôi thấy thằng top sơ hở, tôi liền nhảy ulti nó. Thế là tôi có mạng của thằng top. Lần này tôi chạy lên để tôi bắt luôn thằng AD. Thằng AD này đến từ Nhật Bản, người ta gọi nó là Ninja Yamato Samatato. Sau đó tôi farm luôn hết đường của cái top này luôn. Sau đó tôi bắt đầu đi xuống dưới đường của AD để bắn thằng rừng này cùng với thằng sub B. Sau khi ăn xong, tôi tiện thể đi qua giứt luôn con rồng. Rứt rồng xong tôi đi lên đây để giết con cutter nhưng mà thằng AD của tôi đã KS được rồi, quá may, và tôi ăn luôn thằng ra. Chỉ còn lại thằng AD của nó, sau đó lại có thằng sub B nhảy vào tôi. Sau đó tôi tiện thể nhảy luôn thằng AD, tôi có một quả triple kill. Trong khi team của tôi chúng nó đang rao chanh, tôi núp bụi ở đây để đi phá trụ lén. Tại vì game này là liên quân, phá trụ thì mới giành chiến thắng, xanh quá cũng làm được cái quần què gì đâu, cũng chỉ là cái tiếng mà thôi. Vậy nên chúng ta hãy phá trụ là ưu tiên hàng đầu. Nhưng mà thằng to sub B của nó đã về rồi, vậy nên tôi vào rừng và tôi ăn luôn cái bùa đỏ. Sau khi ăn bùa đỏ tôi ra mít, đi từ mít xanh tới vị trí của đường sub B thì tôi thấy thằng Allen đã giết thằng đồng đội của tôi. Tôi quyết định nhảy vào báo thù cho đồng đội của tôi. Bạn nhớ đi thật thân thoại. Và ở đây tiền thể tôi đi về mít cùng với đồng đội của mình thì thằng Eros ở phía sub B đang làm một mình làm hết. Tôi thấy như vậy tôi nhảy xuống để yểm trợ cho nó nhưng chưa kịp xuống là nó đã chết rồi. Bây giờ team của tôi lao vào xem chết nhưng mà tôi được hồi máu. Bằng một cách thần kỳ nào đó tôi đã ăn được một quả double kill. Tiện thể team của nó đã chết hết rồi, bây giờ tôi chỉ cần đánh trụ và win thôi. Chơi Butterfly thì các bạn nên nhảy ulti nhiều hơn một chút xíu, hãy nhảy vào lúc nó gần hết máu hoặc là nhảy xong rồi đánh cho nó chết luôn. Đừng đánh đối tượng khác để có thể hồi lại ulti lần nữa. Sau đó tôi đánh luôn thằng Allen khi nó vừa ra và tôi đã giành chiến thắng. Tôi đã lấy được một sao. Hiện tại tôi là kim cương 1 đỉnh phong 5 sao. Chỉ còn một sao nữa thôi là tôi bước lên rank cám lợn, tầng 5 cám lợn. Trận đấu này thì tôi sử dụng vị tướng Lavile nhưng mà chưa kịp vào nữa tôi đã bị chết, nhưng mà không sao, đã bị thằng Flo nó múa nhưng mà tôi cũng bắn lại được nó rồi. Sau đó tôi cùng với thằng mít của tôi đang mai phục ở đây. Thằng mít của tôi đã sử dụng ulti lẫn chiêu choán, còn tôi chỉ việc bắn ulti và ra bắn lấy mạng thôi. Đúng là cảm ơn mít nha. Sau đó thì có người gọi cho tôi. Hello. Anh vô ngoài nè. Đúng rồi. Anh chạy vô trong chỗ em, nhà thờ chạy vô tầm 200m xuống dưới á. Quay quay quay.
Dạ chưa, chạy xuống dưới có cái quán quán tạp hóa. Dạ. Vậy mai cũng được, ok. Sau đó tôi xuống và gặp thằng Flo, nó chưa kịp múa nữa đã bị tôi bắn chết rồi. Ở đây tôi lên tôi cứu thằng rừng của tôi. Thằng rừng của tôi chạy rồi, tôi bắn luôn đi và chết luôn thằng AD team nó. Lần này tôi tốc biến chạy lẹ, không thì chết luôn. Lần này tôi ăn con Carter cùng với team của tôi. Đang có một pha tranh chấp mặt bằng ở đây, con Carter này là của tôi hay là của Flo? Tất nhiên là của tôi. Lần này thì thành ra của team nó đã bắt đầu có hiện trạng ngáo đá. Tối hôm qua đập đá ở phường nào mà sao sáng nay lại ngáo đá ở đây, tôi cũng không biết nữa. Nhưng làm sao đây, tôi phải ăn mạng của nó rồi. Hiện tại team của tôi đang chiếm ưu thế, đã đẩy lên tới cái trụ gần với cái nồi cắm điện rồi. Và tôi bắn ulti để trúng được thằng Flo. Flo có thể bị thằng rừng tôi giết không? Và tất nhiên là chưa. Sau đó tôi qua đây phá luôn cái trụ thì thằng ra ngáo đá nó lại xuất hiện và tôi lại có thêm một mạng nữa. Lần này tôi bật cái hút máu lên, tôi bắn cho thằng này nó cầm bông nó múa. Múa đi em, dậy múa đi em, nhưng mà đâu còn múa được nữa đâu. Tôi bắn gần chết thằng sụp B rồi thì thằng AD ra nó đứng cho tôi bắn. Và cuối cùng cái trụ chỉ còn một tí máu, tôi bắn. Và thế là tôi đã vượt qua được cái danh cám lợn rồi sao? Ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời vậy sao? Victory, hãy cùng nhau chiêm ngưỡng cái thời khắc mà tôi bước lên tầng 5 cám lợn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip. Đây là một clip vui vẻ, chi chơi liên quân thôi. Nếu các bạn thấy hay thì bấm like, subscribe. Còn nếu không hay thì thôi. Ố ố ố.